Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn một cái bộ phụ tùng chế xe 3 bánh 1 tấn chịu được tải trọng 1 tấn các bạn nhé. Bánh này là bánh giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút về cái cấu hình như này. Cái bộ này thì dùng cầu liền. Có tỉ số truyền là 12/38, có số mạnh, số lùi trục cao đăng, hai cái trục cao đăng và hai cái khớp trượt. Đấy. Tambua cầu của loại này là tambua 220, cho nên là nó rất là to. Các bạn phanh thì nó sẽ rất là ăn. Đấy, đường kính tambua là 220 lòng trong nhé. Còn đo bên ngoài thì nó sẽ hơn. Tim ốc là chéo 8/11. Cầu liền. Con này thì hộp số của nó là 13/38, cho nên là nó sẽ chậm hơn cái con 12/38. Thì cái cầu này là 12/38. Còn cái cầu bổ đôi thì nó là 13/37 thì nó nhanh hơn. Vì vậy cái cầu này nó cũng sẽ khỏe hơn cái cầu kia. Nhíp thì sử dụng là nhíp 90cm 7 lá các bạn nhé. Mỗi lá là dày 7 ly. Phụ kiện nhíp thì vẫn đầy đủ. 4 cao su nhỏ, 2 cao su to dành cho mỗi một lá nhíp, 2 cái u, 1 mặt bích. Và cái nhíp bên kia thì cũng tương tự như vậy. Số mạnh, số lùi là loại tốt nhất. Đấy, dây cần số, dây phanh tay. Dây phanh tay và phanh tay có hết. Bục phụ kiện phanh thì bao gồm 10 cái tai này. Đấy. Đu nhíp này, cao su này. Cái mõ trên này là hàn vào cầu này. Hàn vào cầu hai cái cao su này. Bắt vào đây và hàn lên, cái này là hàn lên khung xe. Đấy, phía sau. Cái này và cái này kết hợp với này cái đầu nhíp nhỏ này là phía sau. Còn cái u này hàn lên khung xe phía trước và hai cái cao su to này bắt vào đây. Đấy. Đấy. Đây là phần gối cầu. Thì các bạn lưu ý khi lắp lên xe thì cái gối cầu này để sát bánh càng gần càng tốt thì cầu nó sẽ khỏe. Đèn hậu thì vẫn là đèn có kích thước là 20 nhân với 8. Đấy, có loại dài hơn là loại 30 cũng có, tùy theo khách hàng. Lốp này là lốp Kasumila 500/12, hàng xịn, loại 14 bố. Đây, lốp này thì có thể chịu tải tối đa max loát đây là 800 kg các bạn này. Đấy, lốp này rất là khỏe, max loát là 800 cân một bánh này. Tính ra là bên xe, nhiều xe người ta chạy cố người ta còn chở cả 2 tấn được. Đấy, thì thường thường là các bạn chạy 1 tấn thì dư sức rồi, rất là bền. Đấy. Cái loại này thì nó hết cái loại 12 bố. Chứ nếu mà bình thường mình chỉ cần chạy loại 12 bố cũng được, không cần chạy 14 bố. 14 bố là quá thừa và quá đẹp rồi, quá bền. Phụ kiện thì bên mình lúc nào cũng cung cấp cho các bạn rất là đầy đủ, đủ hết. Đấy. Nhíp này thì cũng chịu được khoảng 1 tấn đổ lại rồi. Đấy, các bạn làm thì nhiều khi phòng thủ thì nhiều xe người ta làm ấy, người ta chống vào lò xo vào cái đoạn giữa của cái nhíp này lên khung. Đấy. Hoặc là chống lộn nhíp ấy, thì người ta sẽ tì thêm một cái đầu ống sắt sát với này cái phần này, cách nó khoảng 1-2cm gì đó, thì khi nhíp nó nhún xuống sâu quá thì cái đầu khung nó sẽ đè vào cái phần này, nó sẽ tăng cứng cho cái nhíp này lên. Đấy là hai cái cách làm rất là đơn giản nếu như các bạn có lò xo thì là êm nhất, còn không có lò xo thì các bạn có thể cái phần chỗ này các bạn làm khung xe chống một cái ống xuống cái chỗ này. Tất nhiên là các bạn sẽ để cách ra khoảng 2cm. Khi các bạn đi nhẹ nhàng ấy, thì cái khung nó không đì vào đây, không tì vào đây thì nhíp nó vẫn êm.
khi các bạn trở lặng quá ấy, thì cái khung nó tì vào cái phần này thì nhíp nó cũng cứng hơn bình thường. Đấy đấy là một cái cách chế xe mà nhiều người hay làm, hoặc là dùng cao su cũng được. Các bạn mua được cái miếng cao su đặc thì tốt nhất. Đây nha, mình xin lưu ý là cầu có tỷ số truyền là 12/38. Đấy. Chọn bộ phụ tùng thì như trong video này. Các bạn có nhu cầu về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cái bộ cầu này thì bên mình hiện có các kích cỡ là dài 80, dài 90, dài 1m, dài 1m2. Đấy, khi các bạn lắp bánh ấy, thì nó sẽ tăng thêm 10cm đo phủ bì nữa. Ví dụ như cầu 80 đo phủ bì thì lắp bánh nó sẽ lên 90 đo phủ bì. Thì các bạn cứ tính như thế, nếu mà lắp thùng xe thì nó khoảng thùng 90-95 là đẹp. Các bạn lắp thùng 90 cũng được. Đấy, thì xin nhắc lại đây là toàn đồ tốt nhất đấy. Thì là cũng ok rồi. Bác nào mà thích mạnh nữa thì có thể lắp cái số lùi kèm số phụ. Lúc đấy cũng có thể đạt tải trọng cao hơn. Giới hạn của cái cầu này là chịu được 1,5 tấn. Thì các bạn chạy 1 tấn thì là có thừa hệ số an toàn rồi. Đấy, video thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới khi video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.